Bài vị cách nào chẳng nữa, con nói kha khô hơi khản tiếng, cũng cứ nằm đấy cứng đơ một mực như khúc củi. Hỏi hết nhé rồi con cháu bảo bố con buông lắm, bố con buông xả lắm, bố con hiền lành lắm, cả đời không chấp trước cái gì tiền của, không tiếc nhà cửa, không vương vấn con cháu, không quyến luyến. Bố con còn dặn chúng con là phải chuyên tâm niệm Phật để in đứa vãng sinh về hội tụ với bố, nhưng khổ thân chẳng biết cái điều gì, chỉ có duy nhất là ngày hôm kia cái ông hàng xóm ông sang bước đèn pin thì ông chưa trả hồ chết rồi, à, cứu độ con cháu vân vân. Ông ấy có nghe đâu, bởi vì tâm ông ấy đang đặt lúc bắt thời là vì vô cùng quan trọng, vì còn minh tâm tỉnh táo mà không chăm niệm Phật ấy, mà niệm cái gì ạ, niệm luân hồi càng nhiều thì cái giờ. Ngài dạy rằng để kiểm tra trên toàn thế gian ấy, mà để cái người mà giờ phút lâm chung nằm ở đấy mà thoi thóp mà thở mà còn tỉnh táo mà nhận diện mà niệm được, chúng ta là hàng ngày phải chăm chỉ niệm Phật từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Oh.